Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thị trường các thiết bị nhà bếp đa dạng và phong phú cả về mẫu mã, giá cả, chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thiết bị nhà bếp được trưng bày tại các cửa hàng siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố với số lượng nhiều, phong phú cả về chủng loại và giá tiền. Sản phẩm bếp từ được nhiều khách hàng quan tâm với đủ mẫu mã, chủng loại như TK, Electrolux, Bluestone, Bosch. Các loại bếp từ thường được trang bị khá nhiều tính năng như chế độ khóa với trẻ em, chế độ tự ngắt, chống chảo thức ăn. Giá bán bếp từ dòng tầm trung có giá từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng một chiếc, dòng cao cấp có giá cao hơn từ 8 triệu đồng đến 18 triệu đồng một chiếc. Cùng với đó, máy hút mùi nhà bếp được các cửa hàng đại lý bán ra với giá từ 5 triệu đến 12 triệu đồng một chiếc, tùy thuộc vào thương hiệu, tính năng và tiện ích. Thời điểm này, các sản phẩm đồ dùng nhà bếp tương đối ổn định, không có sự biến động về giá. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều cửa hàng đại lý còn khuyến mại công lắp đặt, bảo dưỡng hoặc tặng kèm sản phẩm.